mặt sân trong nhà, trái bóng nhỏ, nhanh và đầy kịch tính. Hãy sẵn sàng cho những diễn biến của AFC Futsal Asian Cup, nơi đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tranh tài cùng 15 đại diện mạnh nhất châu Á. AFC Futsal Asian Cup QS 2022 khởi tranh từ 27 tháng 9, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Tôi nghĩ cơ hội đi tiếp của Việt Nam là 50-50. Vì đội Hàn Quốc thì trong 4 đội thì đội Hàn Quốc là đội gọi là yếu nhất trong 4 đội. Tôi nghĩ là Việt Nam mình sẽ chiến thắng cái trận ngày hôm nay. Và đội Ả Rập Xê Út thì Việt Nam cũng ít có cả xác gặp nhiều, thì tôi nghĩ là cũng 50-50. Còn các bạn đã biết rồi, đội Nhật Bản thì quá mạnh. Tôi nghĩ tôi vẫn tin là Việt Nam sẽ làm được cái điều đó. Hàn Quốc thì thật sự là cái đội bóng thì cũng có sự ít đầu tư thôi về futsal, nên tôi nghĩ là cái lối đá của Hàn Quốc là lối đá cống hiến và cái lối đá không có cái gọi là cái kỷ lục nhiều, nên tôi nghĩ là Việt Nam có cơ hội ghi bàn nhiều hơn. Tôi cũng có đối đầu với đội Hàn Quốc rồi, nhưng Việt Nam có đối đầu tôi nghĩ là hai trận hay sao, nhưng mà Việt Nam đều thắng hết. Nhưng mà không phải là chủ quan, nhưng mà tôi nghĩ là cái đánh giá là Việt Nam mình cái cửa trên hơn đội Hàn Quốc. Đội bóng Hàn Quốc thì cá nhân thì rất là tốt, nhưng mà không có cái một khối đoàn kết, gọi là không có phối hợp, cũng không có phối hợp đồng đội nhiều. Không phải giống như Việt Nam mình thì gọi là phối hợp đồng đội nhiều thì cái xác suất ghi bàn thì nó tốt hơn. Còn cá nhân thì lâu lâu thì tỏa sáng một cá nhân thì lâu lâu tỏa sáng mới ghi bàn. Cái điểm mình là có cái gọi là cái hệ thống mình đá phối hợp và cái xác suất ghi bàn của mình là tốt hơn thì mình sẽ chiến thắng. Thì nói chung là cũng không có dễ dàng, nhưng mà vô trận đấu thì Việt Nam mình tiếp cận thì nó tốt hơn đội họ, thì Việt Nam mình giành chiến thắng trước đội họ. Tôi đánh giá thì Việt Nam mình có cơ hội là gọi là thắng 70%. Tôi nghĩ là Việt Nam mà tận dụng tốt là tỷ số có thể là cũng cao. Tôi nghĩ là huấn viên chắc là tôi nghĩ là phải pressing từ đầu, phải gây áp lực cho đội tuyển Hàn Quốc khó khăn và tận dụng cơ hội sai lầm của đối phương là Việt Nam có tỷ số trước. Trận đấu này tôi nghĩ diễn ra là kịch bản là gọi là lối đá là gọi là cống hiến luôn, cống hiến gọi là lối đá mà nhanh và cống hiến luôn, cả hai đội đều gọi là không về chừng mà lối đá cống hiến. Tôi nghĩ thì anh huấn viên thì ông sẽ truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam mình sẽ thay đổi những cái gọi là những cái tâm lý là tốt nhất, và tôi nghĩ là huấn viên này ông sẽ làm cái điều đó rất là tốt cho đội tuyển Việt Nam mình hơn, và làm đội tuyển Việt Nam mình bớt tâm lý hơn và sẽ thi đấu tốt nhất cái giải thi đấu lần này. Ví dụ như hồi trước đá với Thái Lan, Việt Nam thì trước khi gặp Thái Lan thì Việt Nam mình cũng hơi bị tâm lý, là chưa đá đã bị tâm lý là đã sợ đối thủ, thì tôi nghĩ là ông sẽ làm tốt cái tâm lý truyền cho học trò mình là những cái động lực là tốt nhất. Thì tôi nghĩ trận đầu tiên là Việt Nam mình sẽ giành 3 điểm, và trận thứ hai thì gặp Ả Rập Xê Út thì 1 điểm, và có hy vọng là gặp Nhật Bản thêm 1 điểm nữa là 5 điểm. Và tôi nghĩ là Việt Nam là và riêng tôi cũng tự tin là Việt Nam sẽ đánh bại Hàn Quốc, vì Hàn Quốc tôi đánh giá thì nó cũng bình thường trong 3 đội thôi. Gửi lời chúc đến ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển Futsal Việt Nam là chúc sức khỏe và vào trận đấu đầu tiên là gọi là tập trung, tự tin và may mắn và gặp chiến thắng. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng đã đánh bại Nhật Bản rồi, thì tôi nghĩ là thì Việt Nam cũng sẽ làm tốt cái điều này, và cũng chúc cho đội tuyển ngày hôm nay là quyết tâm, tự tin và chiến thắng. Chúng ta đến QS cùng sự chuyển giao thế hệ để viết tiếp thành công của những người đàn anh.
Thử thách đầu tiên mang tên đội tuyển Busan Hàn Quốc. Chiến thắng là mục tiêu được đề ra. Bảng D lượt trận 1 AFC Busan Asian Cup 2022, đội tuyển Busan Việt Nam, đội tuyển Busan Hàn Quốc, 18 giờ ngày 28 tháng 9, trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.